bắn ra chút nữa. Bắn càng một xíu nữa dễ hơn. À, cái đầu nó nặng không đều đúng không? Nó nặng không đều cái gì? Nó nặng không đều á. Rồi, ok. Alo, có 2 phút là tới không ta? Chết mẹ rồi, không tới rồi. Đâu đẩy vô đâu lấy ra được, để vậy để mà nó nằm đây mà. Chắc xe em bị lố rồi. Kệ nó ép phát cái càng vô đây đi. Đây nè, còn ép được nè, thấy không? Vừa đủ á. Vô trong đó đã quay ngang. Cho vô rồi quay ngang. Cho thẳng vô đi rồi quay sao? Đi, bắn đi, không sao đâu.